Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng mùng 3 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức buổi lễ công bố quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trao quyết định của Bộ Chính trị điều động bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức tránh Văn phòng Trung ương Đảng, Ông Nguyễn Duy Ngọc là người kế nhiệm ông Lê Minh Hưng được bộ chính trị phân công giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương hồi giữa tháng 5. Thường trực ban bí thư Lương Cường đã chúc mừng thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được Đảng, Nhà nước tin tưởng nhân dân giao nhiệm vụ mới. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, của gia đình quê hương mà là niềm vui của toàn thể lực lượng công an nhân dân. Đây cũng là ghi nhận của bộ chính trị đối với những đóng góp của thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Thường trực ban bí thư Lương Cường khẳng định Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ có năng lực, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện trong thực tiễn từ cơ sở. Dù được giao nhiệm vụ nào, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Đảng, nhà nước, Bộ Công an, bạn bè quốc tế ghi nhận bằng nhiều huân chương cao quý. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Văn phòng Trung ương Đảng là cơ quan có vị trí đặc biệt quan trọng, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chính vì vậy, Nhiệm vụ thời gian tới đối với Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và Văn phòng Trung ương rất nặng nề. Theo thường trực Ban Bí thư, tân Tránh Văn phòng Trung ương Đảng cần nhanh chóng nắm bắt tình hình, tập trung bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đã được xác định, cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương phát huy trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết của toàn thể cán bộ công chức viên chức, xử lý tốt các nhiệm vụ, nắm bắt địa bàn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đặc biệt là những vấn đề tiềm ẩn yếu tố phức tạp để kịp thời giải quyết. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc cho biết sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực cống hiến cùng tập thể Văn phòng Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, quê quán ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, ông có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Nguyễn Duy Ngọc là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Ông Nguyễn Duy Ngọc có thời gian công tác tại Công an thành phố Hà Nội với các chức vụ: trưởng Công an huyện Thanh Trì, trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Tránh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra. Tiếp đó, ông Nguyễn Duy Ngọc lần lượt giữ các chức vụ tại Bộ Công an: phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cục trưởng cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Từ tháng 8 năm 2019, ông Nguyễn Duy Ngọc là thứ trưởng Bộ Công an. Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp bậc hàm thượng tướng.